Games. Let's play games to review phonics. Mình sẽ chơi trò chơi để cùng nhau ôn tập lại cái phần phonics hôm trước mình đã được học ha. Alright. Game is look and fight. Look and find. Now look at the picture. All right, and choose the correct letter and tell me the sound. Các bạn nhìn tranh rồi sau đó chọn cho cô cái ký tự thích hợp tương ứng với bức tranh đó. Sau khi chọn ký tự xong thì nói cho cô biết cái sound. Tức là cái âm của cái ký tự đó. Mình sẽ đọc như thế nào không? Cat. Alright, now look at the picture and tell me what can you see? Box. Alright, box. Yes. So X a Y. S. So this is X. No. Alright, this is S. Right? So how about the sound? The sound. The sound. Yes, box. Good, box. That's right. Good job. Now let's check. Yes, box. Next picture. Bike. Can you tell me the picture? A yogurt. So how about the letter? What letter? Y. This is Y? No. So this is Y? So how about the sound? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Yogurt. Good job. Now let's check. Good job. Yeah. Yeah. Yogurt. All right. Okay. Hello, Sky. Right, Kate. Tell me about the picture. Fox. All right, so what letter? What letter? What letter? Cái từ này con động sao? Cái ký tự này con động sao? Chữ cái này động sao?
Hai cái chữ cái này con đọc sao? Là chữ nào? Nào, cái mà hồi nãy con vừa mới đọc á là chữ nào? Chữ nào? Chữ đây tiếng Anh đọc sao? X. X. Alright. So, how about this letter? How do you say? No E. Cái chữ cái này con đọc tiếng Anh sao? Chữ cái là tiếng Anh đọc sao? Quên rồi. Con quên rồi. Con. No. Quên rồi đúng không? Ôn lại cho cô bảng chữ cái nha. Cô nói lần này là bao nhiêu lần luôn rồi? À, phải thường xuyên mình ôn tập bảng chữ cái chứ. Đúng không? Mình học tiếng Anh mà, mình có học tiếng Anh mà. Thường xuyên ôn tập bảng chữ cái cho cô nha. Rồi. Kate nè. Rồi, why? Why? X. How about the sound of X? The sound. And the word. Yes, fox. Now let's check. Good job. Fox. Great. Mina. Okay. Tell me about a picture. Yo, yo. All right. So, what's letter? X. So this is X. X here, right? Yes or no? All right, so you choose X. All right, so how about the sound? All right, and the word. Có liên quan không? Chọn lại chưa cô? Im lặng là sao?
Why? How about the sound? Yo. Yo. That's right. So now let's check the answer. Yo. Well done. You guys are very good. So let's move to next game. All right. Okay. In this game, you are going to listen first and then you choose the correct picture. All right. Listen first and then choose the correct picture. All right, so can you tell me about four pictures? Can you tell me about four pictures? Picture one, sky. Picture one. Picture one. Okay, so how about the sound? Again? Again. Picture A again. Picture one. All right, picture one again. Look at picture one. All right. Okay. Tell me about the picture one. Fox. All right, the sound and the word. The sound and the word. Yes. S-s-s- Fox. All right. Picture two. Good job. Yo. Picture three. Yes. Cái hơi con bật ra mạnh một chút xíu như Sky. Box. Yes, box. And last picture. Good job. Yoga. Very good. Now, Sky, you listen and then you choose the correct picture. All right. Turn off your mic and listen. Can you hear? Yoga. So this is yogurt. No, all right. So this is yogurt. No, this is yogurt. All right. Now, so now let's check right or wrong. Good job. Yogurt. That's right. Michael. Right, Michael, can you tell me about four picture? Picture one.
Picture one. Picture one, please. Picture one. Picture one. Can you see picture one? One, two, three, and four. Picture one here. All right, how about the sound? Say the sound and the word. The sound. Yo, yo. All right. Next. Fox. Con bật cái hơi thật mạnh ra cho cô. Fox. Bật cái hơi mạnh ra cho cô, bật cái hơi thiệt mạnh ra. Yes, fox. Okay. Next, picture three. Yogurt. Good. And last picture. Yes, box. Yes, so now you listen and then choose the correct picture. All right, now let's listen. Box. Box or fox? So this is box. This is box, yes or no? All right, so now listen again. Listen carefully. Fox, a box. Nghe thì kỹ cho cô là fox hay là box. Alright, one more time. Alright, one more time. Nghe là một lần nữa thì kỹ cho cô ha. So this is fox. Alright.
So now let's see. Fox, yes or no? Yes. Fox, that's right. Tom. Okay. Look at four picture. All right, can you tell me about four picture? Yes, okay, good. Next. Yoga, very good. Next. All right. Good. And last one. All right, good. So now let's listen and then you choose the correct picture. Let's listen. So this is box. No, this is box. No, box here. No, okay, so this is box. Okay, now let's check box or not. That's good. Box. That's right. So next, cat. All right. So can you tell me about four pictures? Good job. Next. Good. Picture three. Box. Okay. And the last one. Fox. Có sì ở đằng sau cho cô nè. Fox. Yes, all right. Now, cat, listen first, and then you choose the correct picture. All right, listen first. All right, yo-yo, yo-yo. So this is yo-yo. No, this is yo-yo. No, this is yo-yo. No, okay, so this is yo-yo. All right, now let's check yes or no. That's good. Well done. You guys are very excellent. All right, so now let's move to next game. Okay. All right. Look at the picture. Okay, look at the picture and choose the correct letter. All right, look at the picture first and then you choose the correct letter. Okay.
Bike. V, so this is V. V here. All right, V here. No, so this is V. All right, so how about the word? Violin, right? Violin. So now let's see. Yes, violence. All right. Next, Kate. 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 X. So, all right. So how about the South? Yes, good. Fox, very good. So this is no. So this is no. So this is yes or no. So what's color? All right, what color? Orange, so this is orange. Oh, green. All right, green. That's right. Yeah, good job. Fox. That's right. So now let's look at the picture. Mina. Oh, watch. So what's letter? Oh, W. So how about the sound of W? Oh, wa. All right, and the word. Wa. Yes, wa, what? So now let's check. So this is wa. No, so this is wa. No, wa here. All right, so now let's say, yay, very good. Good. Watch. And the last one. Tom. Okay. Yo. So this is yo. All right, so now let's check. Yay. Yo. Very good. Well done, everybody. Very good. All right, congratulations. Now we can stop the game here. All right.
And today, let's do exercise. All right. Okay. Trace the letter. All right. Cái phần này thì các bạn về nhà các bạn viết những cái từ này ra tập cho cô ha. Right. Bạn nào có sách bài tập thì mình có thể đồ những cái từ này. Bạn nào không có sách bài tập thì mình có thể tự luyện tập viết ra trên tập của mình luôn ha. Alright. Okay, good. Alright. Rồi bạn nào làm xong rồi thì thôi ha. Alright. B. Alright. Let's move to B. Right. Say the sound. Right. Look at the picture and tell me the sounds. Right. We have X for triangle. All right. Triangle. And Y, yeah, for circle. So now look at the picture. All right. And tell me the sounds. Tell me the sound and choose the correct shapes. Is it circle or is it triangle? If it's triangles, it's a triangle. But circle, if it's circle, you say yeah, yeah. All right. Now look at the picture. Picture one. Picture one, sky. Okay, tell me the picture. Box. So this is circle or triangle? A triangle. All right. All right. You see triangle? All right. Triangle. That's right. Very good. Triangle for all right. Box. Okay. Bạn nào có sách bài tập thì mình tô cái phần này ha, tô cái phần hình đúng ha. Ở đây thì cô chỉ khoanh tròn thôi, rồi các bạn về nhà các bạn tự tô màu cho cô ha. Number 2, Michael. Michael, number two. Michael. Okay, number two. Circle. So why? Why circle? Tại sao lại chọn là circle? Tại sao lại chọn là circle? Michael.
Cô đang hỏi là tại sao lại chọn là circle? Không biết giải thích là tại sao chọn số cô hả? Okay, Tom. Okay, now look at number two. Oh, triangle, why? So what's number? Six. Six. Yes. And how about the south? Yes, very good. So triangle or circle? Triangle or circle? Triangle. No, let's see. Để cô xíu nè. Right. Triangle. All right. So number three, bike. Circle, why? Y hả? Chữ này đọc là chữ Y hả? All right. So how about the word? Yo-yo. So the sound? Yes. Yeah. Yo-yo. So circle or triangle? Again? Circle or triangle? All right. Circle. So this is circle. Circle her here. Yes or no? All right, circle. That's right. Number one, triangle. Box. All right. Number two, triangle two. All right. Six. And number three, circle. Yeah. Yeah, yo. That's right. Now let's move to next exercise. All right.
In this exercise, you look at the picture, right? And then you write the letter. Okay, number one, tell me the word and then choose the correct letter. All right, tell me the word. Cat, number one. Number one, cat. X. All right, so how about the word? Oh, fox. And the sound? Yeah, all right. Fox. That's right. Fox. That's right. Good. Number fox. All right, good. Number two. Mina, number two. Number two, Mina. Number two, why? Y. All right, this is Y or S. Oh, Y too. So how about the word? All right, yo, yo, good. And the sound? All right, very good. Yeah, yeah, yo, yo. All right, yeah, yeah, yo, yo. Kate. All right, number three. X. X. All right, so how about the word? All right, good. Box. Very good. And number four. Sky, number four. All right, yeah, yeah, you're good. Good job. How about the letter? What's letter? Yeah, yeah, you're good. So Y or X? Oh, Y. Y. Let's move. Why? All right. Why yogurt? That's right. Yeah, yeah, yogurt. Very good. Good job.
Okay, so now let's review. All right, the phonics. Cái phần phonics này là cô thấy mấy bạn là có một số bạn thì phát âm nó còn hơi bị chưa có rõ. Các bạn có thể phát âm được nhưng mà chưa có rõ ha. Cho nên bây giờ mình cùng nhau mình ôn lại ha. X, all right, letter X, and the sound S. Bật cái hơi thật là mạnh ra cho cô ha. Cố gắng bật hết những cái hơi, bật cái hơi hết trơn trong người của mình ra nè. Các bạn có thể uống một ly nước. Uống nước để cho nó có hơi thêm ha. Để bật ra cái âm này. Right. Cat. Right. Yes, fox. Fox. Yes, nice. Box. Chữ bờ chứ không phải là chữ pờ. Box. Box. Yes. Cat hay bị nhầm lẫn giữa từ, giữa cái chữ là pờ, giữa cái chữ pờ với chữ bờ nha. Chữ bờ nó phát âm đơn giản hơn chữ pờ. Chữ bờ phát âm đơn giản hơn chữ pờ nha. Cái này là bờ. Box chứ không phải là pop. Box. Box. Yes, box. Good. And this one. Good. Yes. Cái âm này thì em thấy nó phát âm dễ hơn cái kia đúng không? Đúng rồi. Cái này thì nó phát âm dễ hơn cái kia ha. Cái kia là mình phải làm cho nó cái hơi của nó thật là mạnh ra. Đòi hỏi cái hơi mình nó phải mạnh. Alright. Bike. Okay. Make this sound and the word. Good. Very good. That's right. Well done. Sao cô nghe cái giọng em đọc yếu xìu vậy? Sáng có ăn sáng chưa? Sao đọc giọng đọc nó yếu xìu vậy? Hết hơi hả? Ok, cố gắng lên ha. Dơ, 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 dơ. Yes. All right. Good job, Kate. Good. Very good. Các bạn cố gắng giống như bạn Kate ha. Bạn Kate đọc cái âm này rất 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 là tốt luôn. Alright. Very good.
nest. Good job. Well done. That's right, Mina. Good. Box. Yes. Say again the sound. Pss, pss. Yes. Next. That's good. Good girl. All right. Sky. Okay, right. That's good. Cái từ đầu tiên á thì cái âm nó hơi bị nhỏ chút xíu. Cái từ thứ hai thì ok. Alright, lặp lại cho cô cái từ đầu tiên nè. Okay. Em cố gắng em bật cái hơi ra cho nó dứt khoát lên. Yes. Cố gắng bật cái hơi cho dứt khoát ra ha. Chứ đừng có cố gắng mà kéo dài quá, cố gắng kéo dài quá mình bật cái hơi đó ra nó cũng làm cho mình cảm thấy mệt mỏi thôi. Cố gắng bật cái hơi thật là mạnh ra nhưng mà phải thật là dứt khoát, nhanh gọn lẹ. Fox. Good. Michael. Alright, sorry, Sky, next. Good. Nice. Michael. Good. That's good. Next. Good. Well done. You're good. Michael lưu ý cho cô là có t, t ở tận cùng ha. Yogurt. Repeat. Good. Tom. Right. That's good. Yeah, yeah, yo, yo, that's very good. And next. Well done, that's right. Về nhà các bạn thực hành thêm cho cô từ này ha. Nhất là đối với cái này. Đối với cái âm này ha. Cố gắng bật cái hơi
thật là mạnh, thật là dứt khoát ra ha. Nào, luyện tập thêm cho cô cái âm này ha, kể cả thêm cái âm này nữa. Alright, now we can stop here. Goodbye class. See you. Yeah.